Xin từng ấy kính chào tất cả cô chú anh chị em đến với bài học Kinh Thánh hàng ngày. Hôm nay chúng ta sẽ cùng học bài của ngày 30 tháng 7 năm 2024 với đề tài đó là Sức mạnh của sự tối tâm. Xin chúng ta cùng cầu nguyện. Chúng con cúi đầu kính lạy Chúa, Đức Chúa Trời kính yêu của chúng con. Chúa về đây chúng con học bài của ngày hôm nay. Tạ ơn Chúa vì ngày ban cho chúng con bài học này. Chúa đã ban chúng con lời của Chúa được chép xuống trong kinh thánh và Chúa ban Thánh Linh để dẫn dắt chúng con, để cho chúng con hiểu và nhắc nhở chúng con, để chúng con nhớ và làm theo. Chúa ban ơn cho các đầy tớ của Chúa đã soạn ra những bài học cho chúng con. Xin Chúa ban phước lại cho hết thảy chúng con, nhất là những người đã soạn những bài học này. Chúng con tạ ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Phần kinh thánh của chúng ta hôm nay ở trong Matthew đoạn 17, câu 14 đến câu 18. Khi Đức Chúa Giêsu và môn đồ đã trở lại cùng đoàn dân, thì có một người đến gần quỳ trước mặt Ngài. Mà thưa rằng, Lạy Chúa, xin Chúa thương đến con trai tôi vì nó mắc bệnh phong điên. Phải chịu đau đớn quá, thường khi té vào lửa và té xuống nước. Tôi đã đem nó cho môn đồ Chúa, nhưng chữa không được. Đức Chúa Giêsu đáp rằng, hỡi dòng dõi không tin và gian tà kia, ta sẽ ở với các ngươi cho đến chừng nào ta sẽ nhịn nhục các ngươi cho đến khi nào? Hãy đem con đến đây cho ta. Rồi Đức Chúa Giêsu xu quở trách quỷ, quỷ liền ra khỏi đứa trẻ. Và từ giờ đó, đứa trẻ được lành. Chúng ta cùng mà quay trở lại và xem bài học. Bài học có đăng ở trên trang web của Hội Thánh Tinh Lành Việt Nam. Câu gốc của chúng ta ở trong episode đoạn 6 câu 12. Vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Câu hỏi suy gẫm. Khi Chúa Giêsu trở lại với đoàn dân, có người đã xin Ngài làm gì cho con trai mình? Chúa đã phán với các môn đệ như thế nào? Chúng ta được nhắc nhở gì khi biết sức mạnh của sự tối tăm? Một người đã đem con trai mình đang bị kinh phong do quỷ ám đến tìm Chúa Giêsu. Vì không gặp được Chúa, nên ông nhờ các môn đệ của ngài đuổi quỷ, nhưng họ không thể đuổi được quỷ này. Khi Chúa Giêsu và ba môn đệ từ núi quá hình trở xuống với đồng dân, người này đã nhờ Chúa đuổi quỷ cứu con trai mình ra khỏi tình trạng nguy hiểm, vì nó mắc bệnh phong điên phải chịu đau đớn quá, thường khi té vào lửa và té xuống nước như trong câu 15. Chúa Giêsu đã quở trách quỷ đuổi nó ra và chữa lành cho đứa trẻ. Vì sao các môn đệ không thể đuổi được quỷ? Có phải họ chưa được ban cho quyền năng? Không phải, vì Matthew đoạn 10 câu 1 cho biết Chúa Giêsu đã ban thẩm quyền cho các sứ đồ. Có phải do Chúa Giêsu không ở gần họ? Cũng không phải, vì Luca đoạn 10 câu 17 cho biết chính các sứ đồ báo cáo với Chúa rằng họ đã thành công ở trong việc đuổi quỷ lúc ra đi rao giảng phúc âm. Thế nhưng, giờ đây khi vừa xuống núi, Chúa đã đối diện với sự yếu đuối của chín sứ đồ còn lại. Ngài phán, hỡi dòng dõi không tin và gian tà kia, cụm từ này thường được Chúa dùng để nói về dân do thái, nhưng tại đây Chúa dùng để nói về các sứ đồ đang yếu kém đức tin. Ngài cho họ biết rằng thời gian Ngài ở cùng họ không còn nhiều. Đức tin họ cần phải mạnh mẽ, trưởng thành hơn, vì Ngài không thể lúc nào cũng ở bên cạnh họ để nhắc nhở. Đây là lần cuối cùng sứ đồ Matthew kỹ thuật Chúa Giêsu đủ quỷ. Chúng ta nhận biết rằng Chúa Giêsu thật sự lo lắng về lòng vô tín và tâm linh cứng cỏi của các sứ đồ. Vì thì giờ ngày lìa các môn đệ đã gần. Bài học cho chúng ta, bài học cho chúng ta là đừng có ngủ quên ở trên thành công. Hãy nhớ rằng chính sự bất năng của các môn đệ ít nhiều ảnh hưởng tới đức tin nơi Chúa Giêsu của người Cha ở trong câu chuyện. Đức Chúa đáp rằng sao ngươi nói nếu thầy làm được kẻ nào tin thì mọi việc đều được cả ở trong mát đoạn 9 câu 23 sức mạnh của kẻ chống nghịch Chúa và của thế gian mờ tối vẫn mạnh mẽ nhất là chúng càng giận hoảng khi biết thì giờ của chúng không bao giờ không có còn lâu ở trong khải quyền đồng 12 câu 12 muốn duy trì sức mạnh thuộc linh đòi hỏi sự tập luyện liên tục để đức tin không ngừng tăng trưởng chúng ta không thể dùng sức riêng để đối đầu với cái thế lực của sự tâm tối nhưng phải hoàn toàn nhờ cậy sức toàn năng của Chúa Giêsu vì ma quỷ chỉ đầu phục thẩm quyền của Ngài mà thôi. Câu hỏi gợi ý của bài học đó là bạn cần làm gì để đắc thắng thể lực tối tăm? Dạ, cô chú anh chị mời tối hôm qua ở trong nhóm học kinh thánh yêu thương, cô chú anh chị em vào YouTube gọi vào nhóm học kinh thánh yêu thương, cô chú anh chị sẽ thấy bài học về công việc các sứ đồ mà một sư Trần Quốc Thiện có hướng dẫn chúng ta thấy được một điều đó là sự chống đối. Sự chống đối khi con cái của Chúa đi làm chứng. Và đó chúng ta nhìn thấy chính là thế lực tối tăm mà Chúa nói chúng ta không phải chiến đấu cùng với thịt và máu, nhưng mà chiến đấu cùng với cái thế lực tối tăm đó đó. Và sự chống đối là luôn luôn có và chỉ khi chúng ta ở trong Chúa Chúng ta được sự bao phủ bởi huyết của Chúa Giêsu, sự tha thứ của Đức Chúa Trời, quyền năng của Thánh Linh giúp đỡ ở cùng chúng ta chúng ta mới thắng được, cho nên đừng có cố sức chống cự lại bằng sức của mình, nhưng cự địch cùng với ma quỷ bởi chúng ta trang bị vũ khí thuộc linh. Khi mà chúng ta có Chúa ở cùng, chúng ta ăn năn tội của mình, huyết của Chúa bao phủ chúng ta, Đức Chúa Trời là thành tính công bình tha thứ tội chúng ta và làm chúng ta sạch mọi điều gian ác và khi đó chúng ta được ở trong Chúa đó thì chúng ta sẽ được chiến thắng bởi Chúa Giêsu ngài đã chiến thắng cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Ta thắng nhờ đức tin. Nhờ vào quyền năng của chính Chúa. Hãy nhớ điều đó của chúng ta. Tại sao lại nhắc như vậy? Bởi vì mỗi ngày chúng ta còn ở trong cuộc chiến. Mình đang đi làm, mình đang sinh hoạt mình bất cứ cái điều gì khi chúng ta còn ở thế gian này nè là chúng ta vẫn còn ở trong cuộc chiến của chính ta chiến đấu với sự cám dỗ của ma quỷ của đời đó có của chúng ta nhiều lắm những cái công việc của xác thịt rất là nhiều gian dâm ô uế luôn tuồng thờn tượng phù phép tinh đấu rất là nhiều cùng với những sự giống như vậy nó luôn tấn công chúng ta cám dỗ luôn luôn đến với chúng ta nó tìm cách cướp giết hủy diệt dẫn dụ chúng ta ra khỏi cái sự che chở của Chúa khi chúng ta ương ngạnh chúng ta như một con chiên té tách khỏi bầy đi ra ngoài thì sư tử sao tan đó nó như sư tử rống rình mò xung quanh chúng ta và cướp chúng ta ngay khi chúng ta ra khỏi bầy của Chúa đó nghĩa là mình mở cửa cho những linh tối tâm những sự dữ nó vào trong cuộc đời của chúng ta mình phải ý thức được điều đó là nhớ một đề tớ của Chúa nói mình không phải đề cao Satan mình không có đề cao mình nói là nó kinh khủng lắm quyền phép như thế này kia để mình run sợ không mình ý thức được mình đang chiến đấu không phải cùng với thịt và máu như Chúa đã dạy chúng ta để chúng ta biết nhờ cậy nơi năng quyền của Chúa và khi chúng ta ở trong cái vòng tay thương của Chúa như Chúa nói đó ngoài ta các ngươi không làm gì được nhưng mà ở trong ta thì các ngươi sẽ chiến thắng và kết quả. Cho nên cô chú anh chị em nhớ, mình ý thức được cái sức mạnh của cái thế lực mờ tối nó rất là lớn, nó rất là mạnh. Nhưng nhớ Chúa Giêsu của chúng ta đã thắng rồi. Bởi vì Ngài đã chịu chết thập tự giá, đổ huyết ca. chuộc tội chúng ta và Ngài đã sống lại bởi quyền phép của Đức Chúa Trời để cho Ngài sống lại. Và chúng ta ngày hôm nay khi tin Chúa, chúng ta tiếp nhận chúa chúng ta cũng sẽ được sống lại. cho nên nhớ một điều trong bài học ngày hôm nay, chúng ta chỉ nhớ đến đó là ý thức được chúng ta còn ở trong cuộc chiến, ý thức được đối phương hay là đối thủ của chúng ta là những thế lực mờ tối là của Satan cùng những cái thế lực theo nó và nhớ được một điều đó là chúng ta sẽ thắng bởi Chúa của chúng ta là Đấng đã thắng và chỉ khi chúng ta nhờ cậy nơi chúa ở trong chúa chúng ta mới thắng và như vậy chúng ta phải cầu nguyện thật nhiều thứ nhất là mình ý thức được mình ở trong cuộc chiến ý thức được cám dỗ đến với mình nhận ra đâu là cám dỗ nhận ra sự yếu đuối của chúng ta để chúng ta cầu nguyện và nhờ cậy nơi chúa đừng có ai cậy bằng sức riêng của mình có những người nói tôi làm được tôi sẽ giữ được đức tin tôi xác quyết tôi sẽ cố gắng tôi tin là tôi làm được đừng đừng bao giờ nói như vậy mà phải xin Chúa cho con ở trong Chúa ngài gìn giữ bảo vệ con để con được đứng vững. Bởi Chúa nói ai đang đứng thì giữ mình kẻo ngã. Hãy thức canh mà cầu nguyện kẻo các ngươi sao vào trước cám dỗ vì tâm thần thì muốn lắm sạch thật chịu đuối. Cuộc chiến vẫn còn. Nó càng kinh khủng hơn khi Satan biết ngày của nó hầu gần thì nó lại giận hoảng và tìm đủ mọi cách để hoạt động nhiều hơn. Chúng ta ngày hôm nay nhìn thấy cái công tác của Satan nó rất là kinh khủng. Như lại đã có nói mà hôm trước, những anh chị em online bán hàng bây giờ bắt đầu đúc ra những cái hình tượng Phật này, Phật kia bắt đầu tặng miễn phí luôn. Ồ, và người ta đăng ký biết bao nhiêu người luôn bởi vì người ta cho rằng đó là tâm linh. Đó là vấn đề về tâm linh. Nhưng chúng ta nhìn thấy đi, họ đúc ra, họ làm ra bằng tay của họ, và họ lợi dụng mình nói rằng ồ họ cho không mà lợi dụng gì không nhưng mà qua đó họ nói rằng ồ tôi thì sử dụng tiền lời để tôi làm cái chuyện này vậy thì quý vị hãy giúp cho tôi đó là mua hàng của tôi thì tôi sẽ tiếp tục là làm từ thiện và làm cái công tác tâm linh như vậy một sự lừa dối rất lớn họ đúc ra những cái tượng từ những cái nguyên liệu nhựa nguyên liệu uh, xi măng hay là bất cứ cái gì đã đút ra đút ra rồi bắt đầu người ta đem về người ta kính trọng người ta thờ đó là sự lừa dối mình không có nói là xúc phạm đến niềm tin của một ai nhưng đó là sự lừa dối và mình thấy nó rất kinh khủng rồi ngày hôm nay lại mới vừa xem một cái tin rất là kinh khủng đó là thế vận hội người ta đã khai mạc một cái thế vận hội mà ở đó người ta đem những người đồng tính tung hô rồi người ta đã làm những cái hình ảnh và xúc phạm đến Chúa và đang có một cái sự xúc phạm rất lớn. Nhưng bắt đầu có những người ủng hộ, có những người cho rằng bây giờ phải tự do, tự do tín ngưỡng, tự do và người ta sẵn sàng phỉ bán Mặc dù đó đối với chúng ta thì chúng ta thấy rằng cái đó là lòng xấu xa của con người và đó là cái sự giận hoảng của Satan. Nhưng mà Chúa của chúng ta không phải vì cái đó mà bị ảnh hưởng gì đâu. Bởi vì Chúa của chúng ta là đấng vua trên môn vua Chúa, trên môn Chúa. Chúa của chúng ta là đấng vốn dĩ Ngài đã là đấng quyền năng tuyệt đối. Không có cái gì ảnh hưởng hết. Nhưng chúng ta nhìn thấy cái công việc lừa dối của Satan và nhiều người đã đi theo. Của chúng em lên trang web, bây giờ gõ lên Thế vận hội mới đó Chúng ta thấy là đã có những cái hình ảnh Kinh khủng rồi trong lịch sử của những của thế giới ngày hôm nay chúng ta thấy gần đây người ta bắt đầu thuyên về cái sự chống đối Chúa nhìn đâu chúng ta cũng thấy cái sự chống đối Chúa và đó là công tác của ma quỷ. Cho nên hỡi những cơ đốc nhân, hỡi những người là con cái của Chúa, hãy ý thức được cuộc chiến đang diễn ra và chúng ta phải cầu nguyện thật là nhiều hãy hiệp lại với nhau mình đi ngồi đó mà tranh cãi với nhau về thần học tôi đúng anh đúng anh sai trong khi chúng ta lại để cho thế lực chống đối của sa tăng nó phát triển mà mình lại đánh nhau mình giống như dân Israel nội chiến vậy đó không đánh quân thù mà lại đánh nhau và đâu đó chúng ta bắt đầu chia rẽ vì kế chúng ta cho rằng hệ phái này hệ phái kia rồi chúng ta lại tranh giành cái ảnh hưởng tôi lớn hơn anh hệ phái tôi lớn hệ phái của anh trong khi quân thù nó đang rất lớn lên vì cớ chúng ta đang chia rẽ vì cớ chúng ta không hiệp một vì cớ chúng ta thiếu cầu nguyện cho nên chúng ta yếu rồi và chúng ta phạm tội nữa bởi vì cãi nhau tranh đấu với nhau bè đảng với nhau đã là phạm tội xin chúa nhắc nhở chúng ta nhất là nhắc nhở những người lãnh đạo để ý thức được kẻ thù của chúng ta là đâu không phải là anh em của mình mà là chính sa tan cùng những thế lực mờ tối mà chúng ta chỉ chiến đấu được khi chúng ta hiệp một chúng ta cầu nguyện và chúa sẽ làm thay cho chúng ta còn chúng ta phạm tội chúng ta không được cái sự hiện diện của chúa ở cùng dù chúng ta là một hệ phái lớn dù chúng ta như thế nào đi nữa và thậm chí ngày hôm nay còn có những giáo hội đã bắt đầu có những hơi hướng của cái sự thờ hình tượng của cái sự đồng hóa với thế gian và thậm chí bắt tay cùng với những đạo giáo khác để gọi là hòa đồng tôn giáo và nó đã trở nên một cái gì đó mà họ trở thành người nghịch lại với Chúa mà không biết không còn Chúa ở giữa mà không biết đó là cái nguy hiểm của chuyên gia xin Chúa giúp cho chúng ta cầu nguyện thật nhiều tóm lại là chỉ mong của chúng anh chị em học được bài học này và mình phải dầm thêm thì giờ để cầu nguyện không chỉ cầu nguyện cho chính mình mà còn cầu nguyện cho hội thánh Chúa cầu nguyện cho con cái Chúa ở khắp nơi cầu nguyện cho Chúa giúp chúng ta để đắc thắng được cái thế lực của sự tối tăm đó là vấn đề xin Chúa giúp chúng ta và bây giờ chúng ta quay trở lại Câu hỏi của bài học đó là bạn cần làm gì để đắc thắng thế lực tối tăm đối với lời đó chúng ta cầu nguyện cầu nguyện thật nhiều và nhờ cái để Chúa thật nhiều của chúng ta. Rồi, bây giờ đây là lời gửi cầu nguyện của bà học. Lời Chúa xin cho con gắn bó với Chúa và lời Chúa để con nhận được sức mạnh thuộc linh và tăng trưởng đức tin. Hầu cho con có thể mạnh mẽ chiến đấu và chiến thắng thế lực tối tăm mỗi ngày. Nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin chúng ta cùng cầu nguyện. Lời Chúa giấu với chúng con. Chúa ơi, một trong những cái sự lừa dối mà kẻ dữ mà sa nó đã làm đó là nó chia rẽ chúng con nó làm cho chúng con nghĩ rằng chúng con đủ tốt nó làm cho chúng con nghĩ rằng chúng con hơn người khác nó làm cho chúng con nghĩ rằng chúng con là chính thống giáo chúng con luôn luôn đúng và rồi chúng con đã xem thường anh em của mình chúng con thiếu sự hiệp một chúng con đã phân rẽ nhau chúng con đã rơi vào tình trạng của người pharisee -si mà chúng con không biết chúng con bắt bớ anh em của mình chúng con đã chối bỏ quyền năng hay là sự hiện diện và quyền phép của đức thánh linh công tác của đức thánh linh Ôi chúa xin tha thứ chúng con con ao ước rằng chúa cho tất cả chúng con là con cái chúa khắp nơi ăn năn hạ mình xuống tìm kiếm chúa từ bỏ con đường tà để chính chúa sẽ phục hồi chúng con và phóng thân chúng con Xin Chúa cho Để rồi chúng con thấy điều đó Để chúng con dành nhiều thời giờ hơn cầu nguyện mỗi ngày Xin Chúa giúp chúng con Thưa Chúa Tạm Chúa vì bài học Chúa cho các đệ tử của Chúa sẵn ở chúng con Nhưng điều quan trọng Chúa Thánh Linh cho từng người trong chúng con học được Để chúng con ý thức được Điều chúng con cần phải làm Nhất là trong những ngày sau rốt này Chúng con cảm ơn Chúa Chúng con cầu nguyện Nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn cô chú anh chị em đã hết cùng học với lợi. Xin nhớ một điều là hãy cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện cho nhau và cầu nguyện thật nhiều của chúng em. Xin kính chào tạm biệt. Amen.